Xin chào tất cả các bạn và các con học sinh lớp 1. Rất vui được gặp lại các bạn. Và các con học sinh lớp 1 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp theo trong sách giáo khoa toán 1 căn từ sáng tạo. Bài bằng nhau nhiều hơn ít hơn. Đây ta có 1, 2, 3, 3 con thỏ. 1, 2, 3, 3 củ cà rốt. Như vậy số thỏ bằng số cà rốt. Số thỏ bằng số cà rốt. 3 con thỏ bằng số 3 củ cà rốt. Đây ta có 1, 2, 3, 4, 4 con thỏ. 1, 2, 3, 3 củ cà rốt. 4 con thỏ, 3 củ cà rốt. Nên số thỏ nhiều hơn số cà rốt. Số cà rốt ít hơn số thỏ. Bằng nhau nhiều hơn ít hơn. Một cái sông, 2, 3, 4, 5, 5 cái sông. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái sông. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái vùng. Như vậy số cái sông bằng số cái vùng. Qua bài số 2. Qua bài số 2 thấy 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái đèn. 5 cái đèn có 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái thước cắm. 1, 2, 3, 3 cái ổ cắm. Như vậy số cái đèn nhiều hơn số ổ cắm. Số ổ cắm ít hơn số cái đèn. Số thiết cắm nhiều hơn số ổ cắm. Số ổ cắm. Số thiết cắm nhiều hơn số ổ cắm. Số ổ cắm ít hơn số thiết cắm. Rồi tiếp theo bài số 3. Bằng nhau nhiều hơn ít hơn. Ta đếm 1, 2, 3, 3 bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chú chim. Như vậy 3 bông hoa, 6 con chim. Như vậy số bông hoa ít hơn số con chim. Số con chim nhiều hơn số bông hoa. Bài 4. Bằng nhau ít hơn nhiều hơn. Ta thấy 1, 2, 3, 4, 5. 5 con chim cánh cụt mẹ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 con chim cánh cụt con. Như vậy số chim cánh cụt con bằng số chim cánh cụt mẹ. Ta qua trang tiếp theo. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay bằng nhau nhiều hơn ít hơn đã hết rồi. Xin chào tất cả các con lớp 1 nha. Và hẹn các con trong bài sau, bài so sánh các số bằng lớn hơn, bé hơn trong sách giáo khoa toán lớp 1 căn từ sáng tạo. Xin chào và tạm biệt.